Chào cả nhà, chào cả nhà, xin chào quý anh chị nhà đầu tư Anh chị đang hỏi rằng là sau nhóm đốt động sản, sau nhóm mà hồi phục mạnh như vậy rồi thì tiếp tới sẽ như nhóm nào Và vận động của chỉ số chung VNDAX chúng ta cần phải chú ý điều gì Thì em lại tiếp tục phân tích với anh chị mình nha Đầu tiên thì anh chị đừng quên để lại cho em những lượt like và những trái tim màu tím ở phía dưới video này nhá Chia sẻ với anh chị mình trong thời gian vừa qua hy vọng là cũng giúp ích được cho anh chị trong cái quá trình giao dịch Thì đối với lại phiên giao dịch ngày hôm nay là phiên thứ ba với ngày hôm nay ngày 20 tháng 8 thì khi mà thị trường của mình gần như là duy trì được cái đà tăng xanh hấp thụ được lượng hàng bắt đáy vào phiên bùng nổ thứ sáu tuần trước hôm thứ sáu tuần trước đó là phiên mà ngay đầu phiên sáng nhóm bất động sản là với cổ phiếu đất xanh nó đã tăng trần tím đầu tiên và duy trì hết phiên cũng như là những tín hiệu uy tín và tin cậy cho một cái nhịp tăng của thị trường và không bước vào cái giai đoạn giảm nữa chấm dứt xu hướng giảm thì hôm nay nhóm bất động sản lại tiếp tục một phiên tăng tím trần thế thì từ cái việc này nhá thì anh chị hoàn toàn có thể nhìn ra lạ được đó là nó vận động y chang như những cổ phiếu chứng khoán trước đó chị ạ ở đây trên đồ thị này thì anh chị sẽ có thể nhìn thấy này cổ phiếu chứng khoán mà bùng nổ đầu tiên thì nó là FTS đấy sau một phiên tăng trần đầu tiên thì có thể nó lình xình một vài phiên thôi sau đó nó lại có một nhịp kéo tăng tiếp này thì phía sau đó bây giờ đối với những cổ phiếu này ấy, em thấy là nó sẽ chỉ bước vào giai đoạn là tăng chậm trở lại thôi còn chưa có tín hiệu bán nhé nên là chúng ta không biết được định của cổ phiếu này ở đâu anh chị nào mà có gồng được các cổ phiếu chứng khoán thì thực ra là cứ thế nắm giữ thôi đến bao giờ có tín hiệu bán thì em sẽ chia sẻ với anh chị về việc bán thì cũng bán quyết liệt luôn không có cần phải căn ke chờ đợi gì nữa nhé nhìn chung là nếu bán chủ động các cổ phiếu này trong quá trình lên thì em đánh giá khá là tích cực Thế thì từ ngày mùng 5 tháng 8 chứng khoán bắt đầu hồi phục lên nhá thì cùng với ngày đó nhóm bất động sản nó lại không hồi phục nó lại đi ngang gần như là rất chán nản anh chị ha. Đây ngày mùng 5 tháng 8 đây thị trường cũng hồi phục nhưng nhóm này nó đi ngang nó không hồi phục cho đến tận một tuần sau từ ngày 15 tháng 8 nó mới bắt đầu hồi phục nên việc cây tăng trần đầu tiên đó là những phiên đánh dấu và sau đây thì uh, sự rung lắc hay điều chỉnh hay cuối phiên có bị đạp ngược trở lại nó cũng là những diễn biến bình thường thôi một vài phiên tới có thể là nó không kéo mạnh nữa nhưng mà nó vẫn kéo lên từ từ đấy chị. Đấy, nó sideways up mà Thế thì anh chị nào mà đang nắm giữ Hay là họ đã bắt được những cổ phiếu này Từ những vùng dưới đáy Hoặc là gồng được hàng rồi Thì bây giờ mọi người cố gắng là gồng thêm Bởi vì khi lên lại những vùng này Nó sẽ không còn điểm mua nữa Nó sẽ rất là khó nhỉ Anh chị ạ đấy đây đấy. đấy Một cái vùng này ở bên này Người ta kẹp hàng khá là nhiều Cho nên là khi mà cổ phiếu hồi phục từ dưới đáy lên tới vùng 16 16.5 17 nó sẽ là một vùng mà vừa có lượng hàng người về bờ, người ta muốn bán, vừa có lượng hàng người bắt đáy, người ta muốn chốt lời, thế nên là không thể nào mà nó phi qua đoạn này một cách mạnh mẽ được. Có nhiều anh chị đầu tư thì nhờ vào cái chiến lược đó là mua và chờ đợi và kiên nhẫn ở những cái vùng chấp nhận được. ví dụ như anh chị tham gia PDR khi còn ở vùng 17, 17.5 hay là 17.2 gì đó, nó cũng là một vùng thôi, nó không có gì thay đổi, nó không có gì khác nhau hết. thì cuối cùng nó cũng đã chạm lên được những cái vùng cạn và anh chị nhìn ở trên này các cái dải màu đỏ này nó còn lên được đến vùng 21.3 nữa. thế nên nếu như cầm PDR thì yên tâm là từ từ nó sẽ bò lên lên tới nơi thôi Như là cổ phiếu DTD này thì à, hôm trước là khi mà tham gia mua thì cuối cùng vào đến bây giờ nó cũng đã chạm được lên đến cái vùng màu đỏ rồi đây này anh chị này. Tuy nhiên trong quá trình đi lên thì nó không phải ngày 1, ngày 2 mà nó lên được nha. Nó cũng rũ quay trở lại hòa vốn này rồi nó mới bật lên tiếp. Thành ra là nhà đầu tư nào mà tài khoản căng hoặc là bắt nhiều mã cổ phiếu ấy thì cần phải thu gọn lại cũng như là lựa chọn các cổ phiếu thôi. Thế thì bây giờ mọi người cũng đang quan tâm đó là tiếp theo đây nó là nhóm ngành nào. Thì sau khi em vừa phân tích với anh chị hai nhóm ngành lớn mà rất nhiều nhóm tôi quan tâm đó là chứng khoán và nhóm ngành đồ, và nhóm ngành bất động sản thì anh chị thấy rằng nó có độ lệch pha nhất định đúng không? Đấy như cổ phiếu VCG này thì phiên mà bắt đầu tăng trần tím đầu tiên nó là rơi vào ngày mùng 8 tháng 8. Thế thì sau đó nó cũng hồi phục Thế nhưng bất động sản nó sau một tuần mới hồi phục Thế thì bây giờ này Còn một nhóm nữa đó là nhóm thép anh chị Nhóm này giờ mà nhìn vào mặt đồ thị là anh chị thấy này Nó có hồi phục đâu Nhưng mà liệu rằng nó có giảm sâu nữa hay không ấy Thì nếu như giảm sâu thì mua tiếp thôi Chứ không có cái gì hết Từ bên trên này rơi xuống đến đây thì nó là một vùng mà cũng có thể gọi là chấp nhận được cũng như là có cơ hội để hồi phục rồi từ vùng này mà lên được đến cạn 22 này cũng đủ một cái dư địa để có thể là um, một cái điểm T cộng ngắn hạn anh chị em với kỳ vọng lên đấy đó nếu mà giảm thì anh chị buộc là phải mua thêm thôi chứ còn nếu mà cắt ở những cái vùng này thì nó cũng hơi lưng chừng và hơi phí nhưng bất động sản này trước đấy này anh chị nó cũng tạo thành những cái vùng mà nó trứng lại sau đó thì nó mới bật thăng tiếp Còn uh, trong cái bối cảnh mà thị trường của mình về chỉ số VNX nhá Nó mà có tín hiệu quay đầu thì chúng ta sẽ phải giao dịch khác đi anh chị Trước mắt thì bây giờ VNX vẫn đang cho tín hiệu mua cũng như là hồi phục lên à, Có một vùng đó là quanh 1285, 1290 Đây là nơi đỉnh cũ đã rất nhiều lần trong quá khứ thị trường của chúng ta chạm lên tới đây rồi Thì nó không phải là một vùng đơn giản đâu anh chị trên này á, hoàn toàn không phải là tay to gom hàng nha à, nên làm việc mà thị trường hồi phục lên lại từ đây mà không có trạng thái tích lũy hoặc không có dòng dẫn mới thì khả năng cao là thị trường của mình nó sẽ một lần nữa quay đầu đấy mọi người phải tập trung nhá bởi vì là à, cứ thử đặt mình thôi có ai người ta đi gom hàng tại những cái vùng đỉnh chóp như này đâu ấy. Với cái trạng thái đồ thị như thế này thì cũng không phải là mô hình, không phải là form của gom hàng. Dẫn tới việc là những cái pha gãy xong hồi phục test lại đây thì nhà đầu tư cần phải giữ một cái tâm thế đó là bình tĩnh thôi. Nó không phải là một cái siêu sóng up trend ngay cái thời điểm này. Khi nào mà thị trường của mình vượt qua được cái đỉnh á, vượt qua được cái vùng kháng cự phía trên này thì á, À, thì lúc đó gần như là có một cái dòng tiền tham gia và xác nhận rằng tham gia mạnh được Cũng như là full margin được thoải mái ở một cái con sóng, một cái trend tăng mạnh ở phía sau Tại sao lại cần phải đầy cao một cái mức độ đề phòng ở vùng 1290 này anh chị nhé Thì uh, như quá khứ thôi, uh, rất nhiều lần cứ lên vùng 1290 này 1.285 hay là 1.300 thì nó đều gặp áp lực bán ngược trở lại và mỗi một lần bị bán đó chúng ta đã dùng tới gần hết các nhóm ngành à, gần như là các nhóm lớn nhóm trụ này nhóm banh này nhóm chứng khoán này Đấy, thì nó đã sử dụng rồi và đợt này thì em đo dự đoán rằng là khi thị trường khi chỉ số lên lại vùng kháng cự này thì các cổ phiếu nó sẽ vẫn giao dịch bình thường thôi nó sẽ vẫn phân hóa đấy chứ không phải là tất cả thị trường nữa nhìn về cái mô hình của vn anh chị thấy ạ nó một phát nó hồi phục lên lại gần bằng đỉnh so với thời điểm tháng 6 nhá chúng ta cứ lấy mốc là tháng 6 hoặc là tháng 7 cũng được anh chị thế mà vn gần lên tới đó rồi nhưng cổ phiếu đã lên tới đâu bây giờ ví dụ về cổ phiếu bất động sản này đỉnh tháng 6, tháng 7 của nó ở tận trên 25 này mà bây giờ cổ phiếu mới hồi phục được có 1 phần ba quãng đường thôi chưa có nhiều nên là hoàn toàn có khả năng VNX sideways đi ngang nhưng mà các cổ phiếu thì vẫn phân hóa và tăng giá vậy thì những cổ phiếu nào có tiềm năng thì em vừa nói với anh chị về một nhóm ngành đó là thép rồi còn một số cổ phiếu riêng biệt khác mà có đồ thị đẹp cũng như là có cơ hội tăng giá được nhé thì hôm nay em thấy có mã ingc đây là mã mà đã vượt qua được cái cạn chéo này cũng như là mới bò lên lại ở trên cái uh, xu hướng giảm trước đó thì khả năng là tích lũy tích lũy một vài phiên rồi bật lên nên nếu như nhà đầu tư nào mà đặt cược cũng như là tham gia ấy, thì mua ở vùng giá hiện tại này sau đó là cổ phiếu bật lên thì có phải là anh chị lại chốt được luôn không? khi mình phải có hàng đã chứ còn nếu ở đây nó mà phi lên luôn nhá thì nó lại gặp một cái áp lực bán rất là nhiều ở quanh đỉnh cũ này mọi người chờ nó bật lên rồi mới mua thì lại không kịp nữa thế là đôi khi anh em sẽ mua các cổ phiếu và chờ và nắm giữ ở đó Ví dụ như cổ phiếu PVT này thì hiện tại vẫn an toàn nên chị nhá không có vấn đề gì hết Nó chỉ có test lại một hai phiên thôi Và trong thị trường của mình thị trường sẽ luân phiên Đợt này thì có view với anh chị một yếu tố chiến lược trong nửa cuối tháng 8 ấy Đó là chúng ta À, chỉ cần VNX giữ trên vùng 1235 là bùng nổ uy tín Cái phiên giao dịch cuối tuần trước Và vùng 1280 cộng trừ 15 điểm Nó là vùng kháng cự dày đặc Cho nên là vẫn phải duy trì một cái trạng thái giao dịch à, Hàng về đến đâu lần lượt đến đó Và chú ý đợt này sẽ không đặt nặng vấn đề Cổ phiếu kênh trên hay cổ phiếu kênh dưới Như hồi đầu năm tới giờ Anh chị thấy khác không ạ? Đầu năm thì gần như các cổ phiếu mình sẽ luôn luôn lựa chọn cổ phiếu kênh trên Nhưng mà tới bây giờ ấy điển hình như ngày hôm nay các cổ phiếu như sale này vẫn tăng giá thậm chí là tăng giá mạnh luôn thì nó không còn phân biệt cổ phiếu kênh trên kênh dưới nữa rồi vì có những cái mức độ Đấy, giảm tới một vùng thì nó sẽ dừng lại và nó sẽ hồi phục thôi. Bây giờ sale đang trong quá trình hồi phục và có thể trong một hai phiên tới thì sell sẽ test trở lại cái đường màu đỏ này đâu đó quanh vùng 16, 16.3. Thì anh chị nào mà đang nắm giữ sell hoặc là kẹp hàng sale từ thời lâu tới giờ nhá, thì anh chị có thể là cân nhắc đến việc bán sale rồi. Đấy, khi nó hồi phục lên như thế này thì em nghĩ là anh chị có thể bán quá trình giảm của nó cũng lâu và nó lình xình lình xình cũng lâu nhưng mà đến khi nó hồi phục lại rất nhanh nó sẽ trả lại một phần trước đó chính vì vậy nên là khi cổ phiếu giảm xuống dưới đáy thì anh em cũng không có dám bảo anh chị nhà đầu tư bán nữa anh chị ha. rồi cổ phiếu novaland cũng vậy ạ những cổ phiếu này nó đang trong quá trình hồi phục và nó hoàn toàn có thể là vượt qua cái vùng 12.7 này đấy anh chị Có những vùng chúng ta phải đánh giá xem là đấy là cạn có vượt được hay không Nhưng mà có những vùng nhá thì cạn này nó có cơ hội vượt Mà có cơ hội vượt thì anh chị mình cố gắng là kiên nhẫn và chờ đợi thêm cho đến khi nó có tín hiệu bán Hoặc là thị trường của mình quay đầu Đúng bán theo các cái vùng kháng cự nhá thì ngày xưa tại vùng 13.5 này có một vùng mà người ta kẹp hàng ấy thì bây giờ chị gióng sang đến đây thì cổ phiếu hồi phục lên đến quanh 13.5, 14 nên cũng là một cái áp lực bán lớn. Ai mà kẹp hàng hoặc là bắt được đáy thì nên chủ động chốt ở những cái thời điểm đó nó sẽ phù hợp hơn để mua lại các cổ phiếu trong pha điều chỉnh. Chứng khoán những phiên trước là tăng được mạnh thì sau đấy nó ngay lập tức nó cũng rơi vào trạng thái đó là rung lắc và điều chỉnh thôi. Trong nhóm chứng khoán này thì em cũng có giới thiệu với anh chị và lựa chọn nhé thì mọi người ưu tiên à, VND thì mình không ưu tiên rồi anh chị nhá. Xét về cái khả năng mang lại lợi nhuận thì nó sẽ không cao bằng những cổ phiếu khác. Mặc dù là nó cũng ở dưới đấy nhưng mà dòng tiền người ta khẩn như người ta không đổ vào thì thôi. À, đánh giá là các cổ phiếu như FTS này, rồi cổ phiếu MBS này, cổ phiếu BVS này và cổ phiếu cuối cùng đó là CTS đó là những mã mà có cái mức độ hàng trôi nổi ngoài thị trường ít hơn và dễ dàng kéo hơn. Tuy nhiên, đây là nhịp bắt số 2 của các mã chứng khoán nên mọi người cần phải cẩn thận. À, nhìn cho em trên đồ thị nhé, một số cổ phiếu ví dụ như là MBS này, thì tại sao thời gian vừa qua cổ phiếu MBS này lại giữ giá được dã man như vậy? Cả thị trường giảm nhưng mà MBS bây giờ đã quay trở lại gần đỉnh cũ rồi đây. Thì MBS này nó nộp tiền phát hành ngày cuối cùng đó là ngày mùng 9 tháng 9 anh chị nào có quyền của MBS thì lưu ý check tài khoản nhá ngày mùng 9 tháng 9 mã này em có tham gia nên là em biết anh chị mình tham gia một cái nhịp mà nói chung là ôm khá là lâu và anh chị nhìn cái quá trình tăng giá của cổ phiếu như này thì làm gì có ai lỗ đâu. Nó tăng từ thời điểm tháng 11 năm 2022. Chúng ta tính đến tháng 11 của năm nay 2024, nó sẽ là tròn 2 năm. Vậy thì những cổ phiếu này hoàn toàn không còn ở chân sóng nữa. Mà khi không ở chân sóng nhá, thì nó sẽ có khả năng nó rơi vào trạng thái đó là phân kỳ tuần. Như vậy. Mọi người thì sẽ không để ý cái đó Nhưng mà để mà chạy được và thoát được hàng ở những thời điểm đỉnh cao của thị trường ấy thì mọi người nên nhìn ra sớm một chút và có một cái tâm thế ấy, đó là sẵn sàng chạy khi có những diễn biến xấu. Thế bây giờ cổ phiếu MBS này, anh chị đã bắt đầu thấy dấu hiệu của việc đó là RSI phân kỳ anh chị nhá đỉnh sau thì nó thấp hơn đỉnh trước nhưng mà về giá của cổ phiếu thì vẫn vượt lên đỉnh. Cho nên là đây thì không phải chân sóng đâu mọi người nha. Mọi người cẩn thận một chút bởi vì một nhịp giảm của cổ phiếu dù cổ phiếu tốt đến mấy đi chăng nữa nhưng nhịp giảm của nó hoàn toàn có thể là 20 30%, thậm chí có những cổ phiếu giảm tới 40%. Ông FTF đợt này hồi phục mạnh đúng không? Nhưng em đo cho anh chị nhá nó hồ giảm từ vùng giá đâu đó là 48 về tới vùng thấp nhất đó là 35 cũng giảm 30% mà 30% đối với một cổ phiếu là gây thua lỗ rất là nặng đối với tài khoản rồi trộm vía và may mắn lần này thị trường của mình quay trở lại được cái vùng 1180, 1185 thị trường đã hồi phục được thế nhưng mà nếu như trong những pha tới nó không hồi phục được thì sao anh chị hoàn toàn nó có thể tạo ra những mô hình rất là xấu rất là xấu ngày xưa nó tăng giá đều đều và thanh thoát như này cơ mà bây giờ này bắt đầu xuất hiện những cái vùng giữ giá neo giá này sau đó gãy rũ này hồi phục test trở lại nếu như nó mà quay đầu nhé đấy là những tín hiệu mà rất xấu và anh chị nhiều tư phải quên đi luôn nó chấm dứt những cái kênh giá tăng ấy cẩn thận cho em các cái tín hiệu phân kỳ trong khung đồ thị tuần như thế này nha nó nếu như nó thoát được và nó tích lũy lại được ấy, thì chúng ta sẽ kỳ vọng những cái nhịp đánh chen sau còn bây giờ ở đây thì đa phần là À, chúng ta cũng bắt và tìm kiếm các cái điểm mua bán cho nó phù hợp với lại diễn biến thị trường thôi đừng kỳ vọng quá lớn ở thị trường ở những thời điểm mà lên lại quanh vùng kháng cự cũng như là quanh lịch cũ anh chị nào mà đã không bắt đáy ở những cái nhịp vừa rồi hay những cái nhịp mà mới bùng nổ lên phiên à, trần tím đầu tiên ấy, thì khi nó lên tới đây rồi theo em là anh chị cứ bình tĩnh đi thị trường bao giờ nó cũng vậy thôi nó cứ có một nhịp tăng thì nó lại có một nhịp giảm mà anh chị hoàn toàn có thể chờ đợi được đến những cái nhịp giảm đó hoặc là tham gia với một tỷ trọng vừa phải đó là những gì chia sẻ của em cũng như là um, anh chị mình cố gắng để theo sát những cái tín hiệu anh chị nào mà chưa có tài khoản tại SDD thì anh chị mở tài khoản và tham gia vào nhóm cùng với anh em nhá chúng ta đang có app chứng khoán là chứng khoán ITP anh chị tải theo đường link này thì sẽ mở và Uh, gần như là trên đó có rất nhiều tín hiệu anh chị mình thao hồ lựa chọn luôn anh chị nhá nhập mã id của em họ là 2769 mở tài khoản tại SID cần hỗ trợ thêm gì thì anh chị liên hệ với em nhá ngắn hạn hơn nữa thì ngày mai bắt đầu từ ngày mai vnx của mình nó không kéo nữa đâu anh chị Thật sự là như thế. Hôm qua thì còn nói với anh chị là dư địa kéo trong cái kênh giá khung đổi thị ngày này nó còn lên được đến cái cạn chéo này. Các cái đáy cũ này nối lại với nhau thì nó lên được cái vùng cạn này quanh 1,280 gì đó. Nhưng mà bắt đầu ngày mai thì nó sẽ yếu dần những cái tín hiệu này đi rồi. Thì mọi người cũng nên kiềm chế cái lòng tham của mình lại một chút. Đừng gia tăng linh tinh cũng như là đừng mua bán vội vàng ở quanh những vùng đỉnh cũ anh chị nhá. Cố gắng anh chị qua tiếp tục những cái nhịp tiếp theo mỗi nhịp là mà 10 15% như vậy là gọi là tài khoản cũng tăng khá là tốt trong bối cảnh thị trường này rồi và điều quan trọng nữa đấy là phải tránh được các cái nhịp giảm đu đỉnh để có tiền đánh các nhịp tiếp theo anh chị nhé chúc anh chị có buổi chiều vui vẻ và đừng quên là ủng hộ em một like cũng như là liên hệ sớm để chúng ta đồng hành cùng với nhau trong thời gian tới anh chị mình ha